hello xin chào các đồng chí anh chị các bạn thân mến của Lệ minh <laughs> hôm nay Lệ minh live chia sẻ với anh chị các bạn về một số các đề tài tình hình covid cũng như các vấn đề mà hiện nay trên không gian mạng Lệ minh theo dõi thấy những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước tụi nó lợi dụng cái tình hình covid ở việt nam để đặng mà nó xuyên tạc à, <laughs> thì những cái chuyện mà ảnh hưởng covid hiện nay nó là một cái đại dịch anh chị các bạn đã nói là đại dịch thì nó là ảnh hưởng chung của toàn cầu chứ không phải riêng vì việt nam mình nhất là khu vực châu á hiện nay có nhiều những cái biến động tình hình covid xảy ra không tốt ở rất nhiều quốc gia bên châu á các bạn thấy việt nam mình cũng bị ảnh hưởng một phần do cái cơn dịch bùng phát lần thứ thứ ba thứ tư vì đó thì trong những cái khó khăn này tôi thấy nhà nước việt nam cũng rất là lo lắng và quan tâm cho đời sống người dân các bạn thấy cái vấn đề covid nó xảy ra là một cái cơn đại dịch không ai mong muốn nhưng mà nếu mà người dân biết hợp tác người dân biết cẩn thận thì mọi chuyện nó sẽ qua tốt hơn nó 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 sẽ dàn xếp được ngăn chặn tốt hơn và nhanh lẹ hơn thì các bạn thấy cái vấn đề mà Covid nó đòi hỏi sự hợp tác ý thức của mỗi cái quốc gia và cái cộng đồng ở Việt Nam gần đây thì tôi thấy có một số những người Việt họ rất là hoang mang sợ hãi khi nghe đến Covid như cái trong một cái công ty Bình Dương ở Bình Dương đó, khi những người dân họ không có hiểu được vấn đề Covid mà cơ quan nhà nước người ta À, muốn kiểm soát để đặng mà bảo đảm cái sức khỏe của những người lao động phổ thông những người dân mà họ không hiểu họ quan mang thì họ đập cửa chạy đập gào rào, rào cản để đặng mà đi ra ngoài làm cho nó mất cái hình ảnh đẹp trong cái mô hình xã hội cũng như có một số những người dân họ họ vô ý thức họ chỉ nghĩ đến cái quyền lợi cá nhân của họ như các bạn thấy có một bạn trẻ đi ra ngoài tập thể dục rồi những người mà công an những người mà người ta có chức quyền cái bảo vệ luật pháp nhắc nhở các em đó để đặng mà vì cái cộng đồng lợi ích nhưng mà cũng bày tỏ cái thái độ ngên ngang và trịch thượng như vậy thì tôi thấy nó rất là đáng tiếc các bạn thấy ở chỉ có ở việt nam các bạn đang có một chế độ rất là ưu việt rất là tốt không phải tôi nịnh bợ hay là tôi bưng bồ gì. tôi nói cho các bạn tại vì chính phủ việt nam rất là quan tâm đến đời sống của những người dân cho nên các bạn thấy mới kìm chế được cái sự covid lây lan và không chết giống như ở những cái quốc gia như mỹ ấn độ indonesia nam dương uh, malaysia nhiều quốc gia các bạn thấy bệnh covid tụi bay chết kệ tụi bay uh, hàng chính phủ mấy thằng có chức có quyền nó lo bản thân nó các bạn thấy mỹ hiện nay đã hơn 622 000 người chết vì covid Hằng chính phủ mỹ nó vẫn nó vẫn thản nhiên ừ. nó vẫn thản nhiên và nó vẫn ung dung cái cuộc sống của nó các bạn thấy trong khi đó ở việt nam những người chính phủ những người có uh, ý thức trong cái cuộc sống ngay cả y tá bác sĩ người ta rất là chịu cực chịu khổ để làm sao bảo đảm được cái mạng sống và cái sức khỏe để đặng cùng nhau vượt qua cái cơn đại dịch và mình sẽ kinh tế sẽ ổn định đời sống của người dân sẽ được trở lại bình thường các bạn thấy ở việt nam nếu mà người chính phủ việt nam người ta bất cần tụi bay chết kệ tụi bay à, chính phủ những người làm cơ quan nhà nước họ đâu có cần phải bất vả phả, bỏ tiền bỏ của ra để đặng mà phun thuốc khử trùng tìm những người bệnh để đặng mà trị các bạn thấy không rất các bạn rất là may mắn còn ở mỹ này tôi nói chị các bạn biết tôi đối diện với lại một trong tôi sống trong cái ổ dịch của lớn nhất thế giới trên đất mỹ này những người bệnh covid bạn bè của tôi tôi biết tôi tôi nói các bạn biết tự tự trị tự chữa lấy mua thuốc cảm về uống bệnh chừng nào mà mày mày thở không nổi thì mới vô bệnh viện mà cái điều này tôi chia sẻ rất là nhiều lần trên cái không gian mạng các bạn thấy đấy nước mỹ nó xảy ra những cái vấn đề đại dịch nó rất là khủng khiếp hàng chính phủ các bạn thấy người dân họ đóng thế rất là là là, là nhiều vào trong cái phúc lợi xã hội nhưng mà họ cũng đâu được hưởng bao nhiêu đâu chỉ có một số những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước những cái đám chống cộng cực đoan ở hải ngoại sự khốn nạn của tụi nó là gì nó lên mạng nó tiên truyền nó xảo trá nó bịp bợm tôi nói chỉ các bạn biết nước mỹ trong những ngày mà đại dịch vừa qua đó tình hình mà đại dịch các bạn biết <laughs> cuộc sống của người dân mỹ họ phải gánh chịu rất là nhiều vất vả mặc dù những cái gói cứu trợ đó được đưa ra, tôi nói chị các bạn nha, nói về thực phẩm và những cái nhu yếu phẩm trong đời trong cái cuộc sống hàng ngày của người dân Mỹ, họ phải gánh chịu nó tăng nó tăng từ 2.8% lên tới 518.9% các nhu yếu phẩm, các bạn thấy khủng khiếp không? Ai chịu, ai gánh, dân cũng phải âm thầm bởi vì nó làm phát kinh khủng các bạn thấy trong bốn hai cái, cái cái sản phẩm nhu yếu phẩm nó tăng một cách kinh khủng từ gạo thóc rồi những cái về về chăm sóc sức khỏe thuốc men uh, thuốc men là cảm cúm là các bạn thấy nó tăng giả man luôn tới nỗi ngay cả những cái loại thuốc cảm tại vì hiện nay chỉ có thuốc cảm nó uống chỉ covid thôi à, để uống để đặng mà vượt qua thôi à chứ không có thuốc nào mà trị cả ngay cả mọi thứ hết ngay cả giấy đi cầu rồi black bean là đậu đen rồi ôi tha cá cá thu tuna các bạn thấy rồi ngay cả xà phòng nữa xà phòng nữa nó tăng 135 phần trăm người dân Mỹ họ cũng vẫn phải gánh chịu ngay cả những cái thức ăn mà gọi là xúc thực phẩm mà nó đóng lon tăng 126.6 phần trăm các bạn thấy những cái nhu yếu phẩm đời sống nó tăng mà trong mà còn những người mà vô gia cư tôi nói chị các bạn nhé những người vô gia cư ở mỹ họ chết trong sự thầm lặng họ chết trong sự thầm lặng của những covid họ chết trong đau thương chẳng ai biết tới họ và chẳng ai để ý tới họ chẳng ai nghe ngóng tới họ mà chỉ có thêm tin tức như tôi tôi mới đi lục tôi tìm tôi thấy để đặng mà tôi chia sẻ với anh chị em các bạn các bạn thấy đó các bạn đang có một đất nước mà những người chính phủ cơ quan chức năng người ta đang tìm cách đi đi năng nỉ từ người từ nhà từ mọi nơi để đặng mà cùng nhau chống dịch để cho nó qua. Trong khi đó cách ly 7 ngày, mười mấy ngày thì mình sẽ qua thôi. Còn không cách ly này, rồi trốn rồi chạy rồi sợ hãi, nó sẽ gây lên biết bao nhiêu những cái những cái vấn nạn trong xã hội. Cho nên tôi muốn gửi về cái thông điệp ở quê hương các bạn anh chị các bạn cùng nhau mà mình uh, hợp tác các bạn thấy đó Mỹ nó đã có 47 hơn 47 phần trăm cái cái người mà đã tiêm chủng thuốc ngừa đó mà nó vẫn chết nó vẫn chết hàng ngàn hàng ngàn cứ nó nhảy nó nhảy mà hôm tôi thấy 120 bữa nay 122 rồi hơn 122.000 người hơn 622.000 người rồi các bạn thấy Đấy, đây đây những cái vùng mà nó nó đã tiêm chủng và những cái vùng mà nó nó chưa tiêm hết mà nó vẫn chết mà trong khi đó tiêm thuốc nó, nó cũng có bị ảnh hưởng sốc thuốc nữa cái vấn đề này tụi báo chí mỹ nó khôn lắm nó đâu có nói nó sợ người ta hoang mang người ta không người ta sẽ hoang mang <laughs> các bạn biết vào trong cdc mới biết được cho nên lại mình muốn gửi về cái thông điệp các bạn thấy cái tụi chống cộng phá hoại ở hải ngoại sự khốn nạn của tụi nó vô cùng khủng khiếp nó lên mạng ở những cái diễn đàn của tụi nó nó xuyên tạc đua mọi cách mọi kiểu mọi thứ hết tôi nói anh chị các bạn biết tôi đánh tôi nó là không chuột phát nào <laughs> tôi ngay cả cái đám dân chủ cụ trong nước tôi sẽ chia sẻ phần 2 với các bạn về cái đám dân chủ cụ trong nước mấy hôm nay một số anh chị các bạn đưa những cái link tôi vào đấu trường của tụi nó những cái đám dân chủ cụ nó nó để nó là nhà báo này nọ tôi vào tôi đấu tôi chia sẻ với nó về những cái sự thật hai chiều nó chịu nó chịu không nổi nó phá mẹ facebook <laughs> <laughs> nó phá mẹ facebook cái tụi chống cộng ngay cả cái đám dân chủ cụ trong nước tụi nó chịu không nổi tại vì mình nói mình nói sự thật không có kiểu nói như kiểu như là ba, ba nói nói ngồi đó tưởng tượng cào bằng phím tưởng tượng các bạn thấy ở việt nam tụi chống cào ở ngoài nó bịp giả man lắm nó xuyên tạc việt nam không từ rồi ở trong cái diễn đàn này nè Trang đó ơi <laughs> tụi nó các bạn biết tụi nó đâu đâu có lợi tụi nó nói các bạn thấy không nó chia sẻ sự khốn nạn của nó đấy nó quay về việt nam nào là nó nói là đồ ăn xứ uh, xứ uh, sở thiên đường uh, tư bản của tụi nó đồ ăn rẻ trong khi đó việt nam thực phẩm mới này hay nọ vấn đề covid đồ mà các bạn thấy thực, thực phẩm trong việt nam người ta để thùng thùng uh, từ những cơ quan nhà nước bên quân đội và dân họ đem xe tải họ cho ăn mà cứ ngồi đó mà cứ lấy về ăn thôi có người họ nấu cơm Tôi thấy có bà hả cho mỗi người hộp cơm rồi phát 500 trăm ngàn người ngàn động người nữa các bạn các bạn thấy tinh thần tương thân tương ái dân tộc rất là đẹp rất là tốt cái, còn cái lũ khốn nạn chó má chống cộng ở hải ngoại cái đám dân châu cùi nó lợi dụng những cái sơ hở của đất nước để là nó chống phá các bạn thấy tôi đưa tôi nói chuyện nói là tôi có bằng chứng chứ không phải tôi nói kiểu như phô, đưa hình photoshop các bạn đấy cho nên Tụi nó không có chịu nổi Mấy cái đám dân chúa cùi cũng vậy nữa Nó xiên tạc Từ mọi khía mọi khía cạnh hết Bởi vì cái lũ này sao nó không đi chết mẹ nó hết thì nó nói hồi bức xúc thì chứ tôi nói thiệt các bạn không muốn chửi hồi nói với cái đám chống cộng này là cũng phải chửi nó nó nó, nó không đi chết mẹ chúng nó hết rồi cái lũ này đất nước lâm nguy thì nó bỏ nó chạy ra biển mẹ hết đất nước khó khăn thì nó quay lại nó nó chỉ chích nó xiên tạc chàng ơi nó xuyên tạc ngay cả vấn đề covid các bạn thấy có cái thằng khốn kiếp này nó xuyên tạc nó nói rằng là 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 là, là ở mỹ uh, việt nam nó nói là việt nam cần phải uh, uh, chỉ có tiêm ngừa mới 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 thoát được đại đại dịch cái đó là chuyện dĩ nhiên và bình thường thôi ngay cả thằng mỹ nó tiêm ngừa hiện nay thì nó cũng chết ầm ầm ào ào nhưng mà mình phải 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 để tìm hiểu cái cái thư, cái thị trường và cái liều thuốc nào nó phù hợp với dân Việt Nam nữa đâu phải các bạn biết cái thuốc covid nó rất là mạnh chứ tôi nói gì các bạn biết chứ không phải là giỡn đâu nếu mà chích mà lạng hoàng là, là là xảy ra tử vong cao lắm chứ không phải giỡn nhưng mà Việt Nam người ta sẽ tìm những cái phương pháp nào để cho nó phù hợp và tốt nhất cho người dân hiện nay ở trong nước tình hình bệnh dịch mọi người hết sức cẩn thận không nên quá đăng tải quá nhiều đưa lên những cái thông tin về covid cùng hợp tác với lại cơ quan nhà nước kêu gọi người dân các bạn là những người yêu nước cần phải kêu gọi người dân ý thức cảnh giác và cùng chung nhau đoàn kết để chống dịch chứ không phải cứ tôi thấy cái đưa lên 500 ngàn, 500 người, gọi ngàn người, 2 ngàn người, chỗ này tăng, chỗ kia tăng cái chuyện đó để cơ quan nhà nước người ta lo tôi nói gì các bạn để cơ quan nhà nước người ta lo mình là những người yêu nước mình trên thế này các thế lực xuyên tạc chống phá đất nước sự khốn nạn của tôi nói rất là tọt cùng mình kêu gọi người dân mình dùng cái mạng xã hội này mình đoàn kết nhau kêu gọi người dân một lòng với nhau uh, chống dịch đó là tại sao tôi không muốn đeo nói vấn đề tiêu cực của đất nước cái đó là đã có những cái cơ quan người ta lo truyền thông người ta lo rồi còn mình dậm vô nữa thì thì cái tụi chống cộng ở hải ngoại sự khốn nạn của tụi nó nó sẽ lợi dụng nó sẽ phá hoại đất nước. Các bạn dở rất là dở. Tôi nói các bạn nhiều lúc các bạn phải biết sử dụng cái mạng truyền thông này để thành một cái công cụ, một cái khí giới để đặng mà chiến đấu với cái tụi xuyên tạc chống phá đất nước. chứ không phải trên này mình tham gia chính trị là mình phải hết sức khôn khéo chứ không phải mình lên đây rồi tôi thấy nhiều đi các bạn chia sẻ lon là xa ngầu hết Livestream cũng vậy chè đó ơi nhiều ông nhiều bà live đó <laughs> tôi vô tôi nói tôi vô tôi nói tôi chỉnh á thì giận hờn tôi à, hằng lại minh nó nói thế này thế nọ các bạn thấy tại vì cẩn thận anh chị các bạn ơi cái tụi chống cộng khi nào tụi nó mình đẩy lùi được tụi nó rồi rồi mình mới nói chuyện khác còn hiện nay mình phải gì gì tổ quốc gì quê hương gì dân tộc đã biết bao nhiêu người hy sinh và nằm xuống tôi nói anh chị các bạn tôi chỉ mơ ước Việt Nam bình yên và hạnh phúc người dân cuộc sống kinh tế uh, tốt đẹp hơn tôi là cái thằng mà ăn nên làm ra bây giờ tôi chỉ lên trên này mong chỉ làm sao góp cái tiếng nói của tôi về với quê hương thôi thôi thì tôi like tới đây uh tôi sẽ like phần 2 về những cái đám dân chủ cụi trong nước tôi thấy tụi nó ớn chờ đậu à, vào trong cái cái những cái diễn đàn tụi nó mà anh chị em các bạn thác thác thôi tôi vào tụi nó nói trên trời vậy đó nói không có ra gì đó. nói theo cái kiểu giống như là nó 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 tưởng chia sẻ về những cái nang đề của đất nước hiện nay chỉ khi quý nhìn thấy cái một cái nan đề đó là đã đánh giá một cái thể chế một cái xã hội giống như là nó tan quang bà nội cha nó trong khi đó nước mỹ mà nó tuổi nó cuồng á nó còn thua cái nồi cháo heo bởi vì sao tôi nói như vậy cái nồi cháo heo cho con heo nó ăn nó còn ăn được đằng này mấy con heo mà nó thấy nó còn chê nó còn cảm thấy ớn chạy đầu <laughs> thôi thì mình like tới đây nha xin chào chị các bạn lại minh tranh thủ vì khi ở nhà mình like thì mình có thể đưa ra những cái link những cái sự kiện thì nó 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 hợp nó, nó thực tế hơn một chút để các bạn thấy còn nhiều khi mình đi xe mình chỉ nhớ được cái đề tài nào mình chia đề tài đó thôi một lần nữa xin chào xin các bạn bye 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 bye, bye.